Đó. B là blue này, G là green này, R là red này, C là cyan này, M là màu mấy là màu tím. E là yellow, K là black. Yes. And then không, ví dụ chúng ta xem đây, ví dụ chúng ta có thể xem là hai là cái đường ấy nó có thể là nét đứt hoặc là nét liền, nét đứt nét liền. Rồi, như vậy là các bạn cái việc trình bày như vậy, cái đồ thị nó ok nhá. Thứ hai là các bạn phải, trong cái bài này các bạn phải tính cho thầy cái gì, cái điện áp hiệu dụng, áp trung bình rồi. Tính điện áp trung bình nữa mà các bạn chưa tính. Nào, bây giờ ta tiếp tục cái việc. Cho nên các bạn sau cái này thì các bạn về các bạn chỉnh sửa đi. Nào, chúng ta xem cái bài hiểu của LS. Ngày chưa học đúng không? Trong bài này chúng ta sẽ xét cái ảnh hưởng của LS. Của LS lên cái hệ thống như nào. Nhất chúng ta xét cái mạch này. Thế ở lửa chu kỳ thứ nhất, khi mà chúng ta không xét LS nhé. Khi mà chúng ta không xét LS đến ảnh hưởng của LS, tức là cái LS này bằng không nhá, thì khi mà cái này dương cái âm thì D1 gì, D1 dẫn và D2 gì, D2 dẫn không đó vũ bình, D1 dẫn D2 có dẫn không đó. Tức là không dẫn hả? Em không nghe thấy à? Đấy nhá, nửa lửa chu kỳ đầu thì diode nào dẫn nếu mà NF bằng không? D2. D1 dẫn thì cái điện áp đầu ra này. Cái điện áp đầu ra là hai cái điểm này. Và cái điểm này. Dương âm này. Thì điện áp ra sẽ bằng điện áp gì? Có bằng 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 điện áp mấy? Hả? Bằng điện áp gì? Đúng rồi, VD VS thì là nó như thế này. Đấy, VD VS không? Còn cái dòng IS sẽ bằng dòng I gì? ID, rồi. Thì khi mà ở lửa chu kỳ thứ hai, tức là cái điểm này nó về không này, tức là nguồn VS nguồn bằng không, bắt đầu VS âm, tức là nó đảo cực tính đúng không, thì thằng này dương thằng này âm thì gì, D2 dẫn thì VD bằng mấy, đúng rồi, I bằng mấy, IS bằng mấy đó, bằng không. Bạn nói rất chính xác đấy, IS bằng không. Rồi đấy. Và chu kỳ sau thì nó lặp lại như thế. Chưa? Đấy là không có LS. Không LS thì nó thể hiện là cái việc là gì?
cái việc chuyển trạng thái là ngay lập tức. Như cái này xuống cái này là ngay lập tức, hoặc cái này lên cái này là ngay lập tức. Thì đấy là sự chuyển không có LS nhá. Thì bây giờ chúng ta xét ảnh hưởng của LS, xét ảnh hưởng của LS nhá. Bây giờ xét ảnh hưởng của LS tức là NS khác không. Thế thì ban đầu là lửa chu kỳ dương, lửa chu kỳ âm thì dòng IS được hình thành đã. Dòng IS được hình thành nhưng khi mà IS nhỏ hơn ID, IS này nhỏ hơn ID. Mà trong trường hợp này là IS cộng với I gì? D2 sẽ bằng I gì? ID. IS bằng ID1 mà. Cộng ID2 thì bằng ID đúng không? Thế trong trường hợp là cái này dương, cái này âm. Tuy nhiên rằng là gì? Cái dòng IS này vẫn nhỏ hơn dòng ID. Thì dòng ID2 khác không? Đúng không? IS này nhỏ hơn ID mà. IS này nhỏ ID. Nhỏ thua nhá. Thì suy ra là ID2 lớn không? Tức là diode D2 dẫn. Và cái việc mà cả hai diode dẫn người ta gọi là trùng dẫn, hay là người gọi là cái hiện tượng commutation. Commutation đây là hiện tượng trùng dẫn, hiện tượng trùng dẫn. Thế nào bây giờ cái trùng dẫn xảy ra là gì? Khi mà cái này dương cái âm thì IS được hình thành, nhưng mà do cái gì cản trở cái sự hình thành nhanh của IS? Là do cuộn cảm NS nó cản trở cái sự hình thành nhanh. IS nó cản trở dòng điện mà. IS tăng nhưng mà không tăng nhanh được. Thì không tăng nhanh được thì trong cái khoảng nào đó thì nó vẫn nhỏ ID. Thì nó sẽ dẫn từ hiện tượng hai thằng này cùng dẫn. Hai thằng này cùng dẫn. Đây hai thằng này cùng dẫn này. Nó liền với nhau như này là cùng dẫn đây này. Nó ký hiệu nhé, liền nhau là trùng dẫn. Đấy. Thì người ta gọi là cái hiện tượng nó trùng dẫn. Hiện tượng trùng dẫn khi mà xảy ra thì là VD bằng mấy? Đó. Nhá, VD bằng mấy? Bằng không. Bằng không. Đấy. Bằng không. Dạ. Yeah. Đến khi thì dòng IS tăng mà. Cái cực này, cái điện áp này nó tăng dần mà. Đến khi mà IS mà lớn hơn ID, lớn hơn bằng. Lớn hơn bằng nhá. Lớn hơn bằng. Đúng không? Khi mà IS mà nó tăng dần đến ID nhá, tăng dần đến ID thì dòng điện ID2 bằng 0. Đúng không? ID2 không thì đồng nghĩa cái này phân cực âm đây nữa này. Thì D2 ngắt. Người ta tính từ cái khoảng bắt đầu là IS bằng 0 đến khi mà IS bằng ID. Tức là cái D2 này dừng dẫn. À cái D2 này nó dừng dẫn. Thì người ta gọi là gì? Thì người ta cái thời điểm mà I2 bắt đầu dừng dẫn, người ta gọi là cái kết thúc cái quá trình trùng dẫn. Nhá, nhắc lại này. Cái quá trình trùng dẫn xảy ra trong một khoảng U. Một khoảng U này. Ban đầu trùng dẫn là hai thằng iốt này nó cùng dẫn. Đúng không? Hết trùng dẫn thì D1 vẫn dẫn và D2 gì? Nhả ra. Như là theo trong cái hình này người ta gọi là circuit after the current commutation is complete, tức là quá trình trùng dẫn kết gì? Kết thúc. Nhá. Quá trình trùng dẫn kết thúc khi mà D2 thì ngắt, không dẫn nữa. Đúng không? Bởi vì cái dòng điện này nó gì? Dòng điện nó lớn dần. Đúng không? Và cái điện áp đây nó âm. Đúng không? Âm nhiều hơn. Thì cái thằng diode D2 này không dẫn nữa. Và khi nó không dẫn nữa, tức là nó hở như này này. Thì cái thời điểm đấy, người ta gọi là thời điểm. Đúng không? Kết thúc của quá trình trùng dẫn. Và trong cái khoảng từ khi mà từ trong cái khoảng trùng dẫn người ta gọi là khoảng U, đúng không? Tức là dòng điện IS ban đầu là bắt đầu từ không đúng không? Và khi trùng dẫn,
Khi trùng dẫn thì IS nhỏ hơn IDA, IS lớn cơ. Hả? Tôi hỏi các bạn. Khi trùng dẫn thì IS lớn hơn IDA, nhỏ hơn IDA. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhá. Thì đây là trùng dẫn nhá. Khi này, khi IS bằng IDA cái thì là gì? IS trùng dẫn. Trùng dẫn. Đúng không? Như vậy là cái khoảng trùng dẫn là từ khi IS bằng 0 đến khi IS bằng ID. Đấy là khoảng trùng dẫn nhá. Nhá. Đấy, đấy chúng ta chú ý. Như vậy là chúng ta gì? Có thể thấy rằng IS bắt đầu quá trình trùng dẫn từ giá trị 0 và kết thúc là kết thúc trùng dẫn ấy khi IS bằng ID khoảng trùng dẫn. Nhá, đây là kết thúc trùng dẫn nhá. Kết thúc trùng dẫn. Khi IS bằng ID khoảng trùng dẫn là U. Được chưa? Nào, thế bây giờ chúng ta xem đồ thị của nó. Đây là khoảng trùng dẫn này. Bạn chú ý, đây là khoảng trùng dẫn này. Được chưa? Gọi là U. Thầy hỏi trong trường này U là góc hay là U là góc hay là thời gian? Thời gian. Thì như again. U là góc hay thời gian? Góc. Hả? Góc. Góc nhá. Góc hay là gọi là khoảng. Góc trùng dẫn được. Góc trùng dẫn. Ok. Góc trùng dẫn. Thế thầy hỏi OMT là góc hay là thời gian? Góc hay thời gian? Góc. 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 Nhớ nhá. Cái này OMT là góc thôi nhá. Góc. Thế cho lên là gì? Góc cho lên là đây là nửa chu kỳ. Và đây là gì? Đây là cả chu kỳ. Góc thì nếu mà tính được góc thì từ đây đến đây là bao nhiêu? Cái này là bao nhiêu pi? Cái này pi hay pi? Pi, hai pi. Pi, pi, pi. Cái này là hai gì? Hai pi. Đó. Còn nếu mà nói về thời gian thì cái này gọi là gì? T. T trên 2. Và cái này gọi là T. Nhớ các bạn T. Nhớ chưa nhở? Tránh trường hợp mà chúng ta nhầm lẫn giữa thời gian và góc nhé. Cái này mà không chỉ rõ ra là cũng lẫn. Rồi. Thế thì cái đây là dòng điện này. Dòng điện nhé. Dòng điện IS bắt đầu từ 0. Đây là ID này. Dòng điện IS bắt đầu từ 0 này. Và nó không tăng ngay được IS. Cái IS nó không tăng ngay được bằng ID. Mà nó lên một cách từ từ. Và đến đây thì nó bằng ID. Thì cái khoảng từ dòng điện bằng 0 đến khi dòng điện bằng ID, người ta gọi là cái gì? Khoảng dòng điện từ 0 đến dòng điện bắt đầu từ 0 và dòng khi dòng điện đến bằng ID thì kết thúc quá trình trùng dẫn. Thì 0 thì U gọi là góc trùng dẫn. Hay là khoảng trùng dẫn ở đây. Thì trong cái thời gian này ấy, thằng VN được nạp hay không được nạp? Thằng VN dương hay âm? Dương. VN dương nhá. Mọi người VN bằng gì? N đây chữ T nhá. Nó là dương bởi vì gì? Y gì? Tăng. Nhá. Nên cho nên là người ta ký hiệu như thế này. Chưa? Trong cái khoảng này thì cũng là khoảng trùng dẫn. Cái này trùng dẫn. Vì trùng dẫn cho nên là gì? D1, D2 dẫn.
đúng không? Mà vì dùng dẫn VD bằng mấy? Bằng mấy? Bạn Hương. Dạ. Dùng dẫn thì VD bằng 0 nhá. À. Thế đến khi đến đây, đến đây nó hết trục dẫn rồi thì đây mấy dẫn đấy, đây mấy dẫn, đây một dẫn nhá. Thế nào bây giờ lại vấn đề này, khi mà cái dòng điện khi mà VS về không, khi VS bằng không đúng không, và bắt đầu chuyển đổi cực tính, thì do cuộn cảm NS lúc này là gì, dòng điện sẽ giảm, do vậy NS sẽ cuộn cảm, năng lượng trong cuộn cảm được tích lũy từ trước sẽ phóng ra và hỗ trợ cho D1 dẫn, đồng thời là cái gì, trong nửa chu kỳ sau thì là gì, cái thằng này dương này, thằng này sẽ âm này, thằng này dương, thằng này âm, đúng không? Thì D2 dẫn này, nhưng mà do con LS nó vẫn nó đảo cực tính, mà đảo cực tính của DS, LS đảo thì cái này dương và cái này âm, đúng không? Thì nó giữ cho D1 gì, nó giữ cho D1 vẫn gì, vẫn dẫn trong một khoảng thời gian. Như vậy chúng ta lại có sự trùng dẫn D1 D2. Đấy, như vậy là cái IS trong trường hợp cái này là IS là gì? IS nhỏ ID. Đúng không? Trong cái khi mà là dòng điện giảm này thì nó sẽ xảy ra trùng dẫn IS nhỏ ID. Đúng không? Cho nên ID2 là khác không? Đúng không? Lớn không? D2 dẫn. D1 cũng dẫn. Đúng không? Tóm lại là ở cái chỗ này chúng ta giải thích là do NS. Đúng không? Cho nên là dòng điện không thể từ đây nó xuống không ngay được, đúng không? Đáng nhẽ nếu mà không có NS thì nó xuống luôn đây này. Nếu không NS nó xuống luôn đây này. Nhưng vì có NS cho nên gì? Không thể xuống luôn được. Mà cái lúc đấy xảy ra là hai thằng trùng cùng dẫn. Bởi vì như thứ nhất nhá, để giải thích nhá, thứ nhất là thằng này dương này. Đúng không? Và thứ hai là cái điện áp NS nó đảo cực tính, dương đây, âm đây. Và thứ ba là dòng điện IS chính là ID1 này, nó nhỏ hơn ID. Cho nên nó xảy ra hiện tượng hai thằng này cùng dẫn, tức là trùng dẫn. Như vậy là chúng ta nhắc lại một câu là cái này cũng là trùng gì? Cũng là trùng dẫn nhá. Trong phạm vi này cũng trùng dẫn. Và nó kết thúc trùng dẫn khi mà IS bằng gì? IS bằng 0, kết thúc trùng dẫn. Và cái quá trình này thì cái tụ cái điện áp VL âm hay dương, cái này này VL âm hay dương, như vậy nhà thầy đã nói đi nói lại rằng là cái cuộn cảm ấy là bao giờ nó tích và nó phóng, phóng tích bao nhiêu một diện tích bao nhiêu thì nó phóng một diện tích bấy nhiêu, cho nên là chúng ta cứ thấy hai cái thằng thành phần diện tích này là luôn luôn bằng nhau, hai thằng này này luôn luôn bằng nhau. Ok. Rồi. Rồi, thì chúng ta sang cái phần này, có ai hỏi thầy gì thêm nhỉ? Nào, trong khoảng trùng dẫn, khi D1, D2 trùng dẫn thì cái điện áp trên đây VL bằng nhiêu? VL bằng nhiêu? D1, D2 dẫn thì VL bằng nhiêu? Nào các bạn,
Trương Việt Hoàng đâu? Dạ. D1, D2 dẫn thì VN bằng nhiêu? D1, D2 dẫn. Ừ, bạn nói to lên nào. N bằng nhiêu? N bằng... Phương Nam VN bằng nhiêu? D1, D2 mà dẫn, cùng dẫn thì VN này bằng bao nhiêu? Bao nhiêu đấy? Điểm này trùng điểm này, điểm này trùng điểm này, VN bằng bao nhiêu? VN. Hả? VS rồi. Ừ, VS. VN bằng VS. Nên cho ta, ta có công thức này. Can 2 VS sin omega t bằng NS DS sin dt. Chưa? Chia ra cái này đúng không? Từ cái này suy này đúng không? À. Văn Quyền từ cái này suy này đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ? Đúng rồi ạ. Ừ. Bởi vì là thầy trong cái hai cái này thầy nhân hai vế với gì? Nhân hai vế với omega. Omega. Thì cái này được omega ls nhá. Còn cái này d omega t. Thì sẽ bằng gì? Nhân với d gì? Đúng không? Cho nên cái này từ cái này sang cái này thực ra là nhân hai vế với gì? Nhân hai vế với thằng omega này này. Thì được ra cái dưới này này. Được chưa? Đức Tuấn hiểu không? Đức Duy? Chưa hiểu lắm thế. Thế bây giờ em nhân cho thầy hai vế với omega. Hai vế với omega. Và nhân cái dt này lên đây nhé. Nhân dt lên đây nhé. Nhân dt lên đây. Đúng không? Vâng. Nhân dt lên đây. Nhân dt lên đây này. Thì sau đó nhân 2 vế với omega. Đúng không? Thì chúng ta sẽ được là quy là t của 2 nhá. Nhân vs nhá. Nhân với sin của omega t nhá. Nhân với này. Nhân với dt thì bằng gì? Dạ. Rồi ạ. Thì gom gom hai thằng này bằng gì? Cái này chính bằng d gì? D gì? Vkt. D omega t. Ừ, thì nó được cái này. Đó. Đúng quá đúng không? Được ạ. Ok, rồi. Sau đó ta tích phân này. Nếu thầy hỏi cái tích phân của hai vế này bằng tích phân của thằng này. Nếu thầy hỏi tích phân của cái này là theo theo gì? Của cái bên này là theo gì? Có phải theo T không? Hay theo omega T? Omega T ạ. Omega T. Omega T. Tích phân này theo omega T, còn tích phân cái này là theo gì? Theo Y. Đúng rồi. Theo y. Đúng không? Nhớ. Theo y. Thế cho nên là gì? Cái bên này, cái này nó chỉ xảy ra với điều kiện là trong cái phạm vi này gọi là phạm vi trùng dẫn thôi. Cái góc trùng dẫn đây này. Cho nên cái này là chính là không.
đúng không? Còn cái này chính là gì? Chính là u. Cái này chính là không và cái này u. Bởi vì ta là tích phân theo OMT. Ta tích phân theo OMT. Còn bên này ấy, là tích phân theo gì? Theo gì đây? Dòng điện, cho nên nó từ 0 đến đâu? 0 đi đây. Đó. Quyết thắng đâu, ok không? Có. Rồi. Như vậy là gì? Như vậy chúng ta đã tích phân đấy thì tích phân của cái bên này chính là cái diện tích của cái AU này. Chính là diện tích của cái này là AU này, đúng không? Mà tích hơn cái này thì bằng cái này. Thế tôi hỏi các bạn là nếu mà tích phân này thì có chia cho omega không ạ? Không nhá. Nếu mà chia là chết nhá. Tích phân của cái này này bằng này thì nó chính bằng là gì? Đấy, tích phân nó bằng như vậy. Thay vào nó được thế này. Được. Đấy. Rồi. Tương tự như thế, cái này bằng ID và chúng ta sẽ được cái phương cân bằng giữa hai thằng này. Cân bằng hai cái này với nhau. Thì chúng ta suy ra được cái này. Và cuối cùng chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Cái U này. Đây gọi là cái gì? Khoảng thời gian trùng dẫn. Hay gọi là góc trùng dẫn. Đúng không? Góc trùng dẫn. Chưa? Đấy là chính là góc trùng dẫn. Thế bây giờ nếu như là S bằng 0 thì góc trùng dẫn được mấy? LS bằng 0. Nếu cái này bằng 0 góc trùng dẫn bằng 1. Một thế nào? Thì bây giờ thầy hỏi nhá. Thì đây nếu mà không trùng dẫn thì nếu là S bằng 0 đây là không có trùng dẫn thì góc trùng dẫn được mấy? Bằng 0. Bằng 0. Thì nó phải đúng cái đấy. Này. Nhìn này. Cái này bằng 0 thì cos u bằng 1. Cos u bằng 1 thì u bằng 0. Ok. Ok không? Minh Nguyên ok không? Có thể ạ. Có. Yeah. Rồi. Nào, bây giờ điện áp trung bình thì với NS bằng 0 nhá, NS bằng 0 này thì điện áp trung bình tính như nào? Nếu NS bằng 0 ý, NS bằng 0 tức là gì? Tức là chúng ta có cái này, đúng không? Ta có cái này xong rồi ta về đây, đúng không?
đúng không? Rồi đến đây ta lên, đấy là LS bằng 0. LS bằng 0 nhá, là ta có cả cái này. Còn LS mà khác không thì ta mất một khoảng này. Chị bạn hiểu chưa? LS bằng 0 là ta có cả cái này, nhưng LS bằng 0 là ta mất một đoạn. Thế bây giờ ta xác định với LS khác bằng 0 đó, thì đi áp trung bình tính như nào? Điện áp trung bình nhá, thì chúng ta phải xác định thứ nhất là điện áp bao giờ theo chu kỳ là nó đến đây, đúng không? Đến cái chỗ này này, đấy, kéo lên thì bao giờ, các bạn chú ý cho tôi, bao giờ bằng này 1 chia cho 2 pi, tính trong một chu kỳ thôi nhá, một chu kỳ là về góc là 2 pi, đúng không? Nhân với này tích phân của nó, tích phân tức là có bao nhiêu thì tích phân của cái điện áp VD này, tích phân của điện áp V gì? VD nhân với VD, D của gì? DT hay D ohm T? VT, D ohm T. Duy sự đâu? Omega. To nào? D gì? Duy sự. D gì đây mà thầy hỏi hả? Chẳng trả lời. DT hay DOMT? Omega T thầy ạ. DOMT. Rồi. Bởi vì chúng ta xét này, xét theo góc. Góc này từ 0 đến cái này là một chu kỳ là 2 pi này, thì cái này phải DOMT. Đúng không? Ok. Thế cái này từ 0 đến mấy? 0 đến mấy? Pi. Pi đến mấy? Hả? Pi. 0 đến mấy ở bạn Hồng Phương Nam đâu rồi? Chạy đâu rồi? Em về. 0 đến mấy? Các bạn đừng học nhanh, học chậm nhưng mà ta chắc còn hơn là học nhanh mà không chắc. Bạn Văn Công số mấy? Đã tích phân của góc rồi thì đây phải là 0 đến mấy? Omega T. Hả? 1 Happy. IP. Thầy nhắc lại nhá. Thế này gọi là điện áp trung bình này. Điện áp trung bình trong điện tử công suất là những cái đại lượng nó lặp đi lặp lại một chiều ấy, gọi là điện áp, thì người ta tính cái điện áp trung bình. Và lặp đi lặp lại rồi, cho nên người ta tính trong một chu gì? Chu kỳ. Được chưa? Thế chu kỳ thứ hai nó tương tự thôi. Cho nên người ta tính trong một chu kỳ và người ta tính diện của cái đó trong một chu kỳ, bất biết chỗ nào tôi cứ tính diện tích của nó đúng trong một chu kỳ thôi. Nếu diện tích đúng trong một chu kỳ nhá, thì đây tính diện tích của thằng VD đi, và phải tính cả đây nhá, cả phía này, nhưng mà đúng không, tính cả phía này nữa nó bằng không thì tính xong. Đến đây rồi, đến đây chặn lại cho thầy, được chưa? Thế cơ mà thì các bạn phải đây là 0 chứ. Các bạn nào nói pi thì không phải đúng đâu nhá. Nó pi thì không phải tổng quát đâu nhá. Pi là trong trường hợp thằng này nó bằng 0 rồi thì bạn vô tình nó là pi thôi. Còn phải là 2 gì? 2 pi. Cứ công thức tổng quát đã,
Dù nó bằng không chỗ nào thì loại nó ra thôi. Rồi, thì cái này nó bằng này. Nó bằng là 1 trên IP này. Tích phân. Không đến gì? Pi. VD trong khoảng thời gian này nó bằng V gì? Trong khoảng thời gian nó bằng gì? V gì? Trong nửa chu kỳ đầu nó bằng chính bằng V gì đây? Chính là VS. Xong là mình lại phải cộng nhá. Cộng nhá. Cộng chính xác ấy, không phải cộng đùa đâu. Ok. Cái này mấy? Bạn bạn Hoàn. Hoàn đâu rồi? Em đây ạ. Ờ, Hoàn. Với thầy là bằng mấy? Không biết. Dương Thành Công gọi điện trên kia. Không. Đấy, to hơn thầy anh em. Không, không to vào. Em không biết thầy ạ. Hả? Ok không? Quý vị vì sao không không nhỉ? Hả? Trần Hoan. Không ạ. Ô, thì thằng VES nó có chỉ lưu lửa chu kỳ thì đây nó bằng không này. Nào, cái đoạn này bằng mấy? VD bằng mấy trong đoạn này? Không. Bằng mấy đây? Không ạ. Không thì mình ghi không ở đây. Còn trong cái đoạn này nó bằng VS cơ mà. Mình ghi VS, VS đây. Bạn Hoan, bạn Hoan, bạn Hoan. Thấy không? Ok ạ. Ok. Ok. Ok rồi nhá. Rồi, thế bây giờ xuống đây. Nó bằng không đến gì? Không đến pi của VS nhá. VS thì bằng căn 2 cái vì cái VS này này là bằng căn 2 gì? VS sin của gì? Đấy, cho nên là cái VD trong khoảng 0 với pi nó bằng cái này nhân với D với T nhá. Thế cái này tích phân ra là bằng bao nhiêu? Có chia cho omega không đấy? Tích phân của thằng này ra có chia cho omega không? Không ạ. Không nhá, ai mà chia thì là thôi rồi đấy. Vì nó là D của omega T. Cho nó bằng này. Như vậy chốt lại là ta được gì? Nếu mà nửa chu kỳ thì là 0,4 gì? 0,45 lần VS. Đấy chỉnh lưu lửa chu kỳ. Đúng không? Khi mà S là S bằng 0 này. Và lửa chu kỳ thì chỉ có lửa lửa cái này thôi mà. Chứ thì nó 0,45. Thế tôi hỏi các bạn nếu mà cả chu kỳ thì nó sẽ được cái nào? Nó không phải mấy. Nếu nó thêm một cái vòng này lên thì không phải mấy. Ừ. Gấp mấy lần thằng này? Hai lần. Hai lần nó 0,9. Đúng không? Có bạn nào bạn tính ở đây? Bạn nào? Đây này có một cái bạn bạn đã tính như này rồi đây này.
đúng không? Đấy thì f trung bình chỉnh nhu cầu đây, thì nó có hai nửa mà, thì cái này không phải mấy, 0,9. Đúng không? 0,9 là xuất phát từ cái thằng gì? Một nửa thì 0,45. Mà cả thì 0,9. Thế. Hoặc là bạn cộng với từ pi đến 2pi, nhưng mà cái này là trừ hay cộng? Rồi rồi, ta chốt lại cái này đã. Nào, bây giờ với giá trị NS khác không? Với giá trị NS khác không thì các bạn chú ý cho thầy. Cái này không phải nhá. Tôi hỏi các bạn là với NS bằng 0 và với NS khác không thì nó khác nhau ở chỗ nào? Đức Lương biết không? NS bằng 0 với NS khác không thì nó khác nhau ở mỗi cái đoạn nào thôi? Mỗi đoạn này thôi. Tức là thằng NS bằng 0 thì nó có cả cái thằng này. Còn NS khác không thì các bạn chỉ loại đi cái này cho thầy thôi. Đúng không? Loại đi cái này. Đúng không? Loại đi cái này. Mà cái này ấy, thì nó chính bằng cái này. Đúng không? Một đoạn này nó bằng chính một đoạn này. Bởi vì lúc đấy VS bằng V gì? VL. VS VL, cho nên bây giờ ta mà xác định được cái đoạn này này, thì ta trừ, ta lấy cái trung bình của thằng NS bằng 0 ấy, trừ bén đi thằng này là xong. Đúng không? Thì đây, điện áp trung bình của thằng gì? Đây là điện áp trung bình của thằng NS bằng 0 này. Nó giống với thằng này mà. Trừ đi gì? Trừ đi cái thằng thành phần gì? Là do trùng dẫn gây ra. Mà tích phân từ 0 đến U này chính là gì? Tích phân từ 0 đến U thì chính là thằng bằng thằng AU này. Như vậy chúng ta thấy là gì? Trừ đi cái này. Cái này chính là AU này. Cái này chính là AU này. Và AU chia cho 2 gì? 2pi. AU bao nhiêu? AU thì chính là cái thằng này. Và do đó thì cái chứ 0,45 VS trừ đi trên 2 gì? 2pi. Cái này không đúng, cái này bỏ nhé. Duy hiểu không? Ok không? Duy Nam hiểu không? Có ạ. Ok. Có ai không nhỏ? Nào tiếp. Như vậy thì áp sụt một đoạn như này. Rồi. Đây là nốt cái chỉnh nhu cầu. Nào, cái chỉnh nhu cầu thế. Trùng dẫn. Xảy ra. Thế thầy hỏi cái này nguyên lý hoạt động nào? Hả? Thằng D mấy dẫn cặp nào nhanh à? Hả? Tất thành đâu? Cặp nào với cặp nào dẫn? Em thấy là cặp D1 với D3, cặp D4, D4, D2 dẫn.
chết sao này có thể thế được nhỉ? Thùy Dương đâu? Đêm mấy nào? Thùy Dương đâu rồi? Thầy đã bảo một lần là D1, D2, D3, D4 ạ. Ờ đúng rồi. Chứ mà D1, D3, D4, D2 thì toi. Ờ, chứng tỏ rằng hôm trước là bạn ấy không học rồi. Các bạn không để ý là các bạn không qua được môn là chết đấy. D1, D2 xong D3, D4 xong lại D1, D2 xong D3, D4, đấy là chế độ bình thường. Còn trùng dẫn xảy ra khi chúng ta khi mà chuyển mạch từ D1, D2 sang D3, D4 và từ D3, D4 sang D1, D2 thì cái chỗ chuyển mạch đó nó xảy ra trùng dẫn. Trùng dẫn xảy ra khi cả 4 iốt đều dẫn. Được chưa? Mà trùng dẫn do là do cái gì? Do LS này. Do LS này gọi trùng dẫn. Chưa? Đấy là cái chúng ta phải chú ý. Như vậy là gì? Cái này là gì? Cái này xảy ra trùng dẫn mà cái này cũng xảy ra trùng gì? Cũng trùng dẫn. Đúng không? Đáng nhẽ nếu không có NS thì cái này sẽ không xảy ra trùng dẫn mà nó thế này. Đến đây nó lại thế này. Và không xảy ra cái trùng dẫn, đấy là NS bằng 0. Nhưng có NS thì nó xảy ra trùng dẫn và chúng ta mất đoạn này. Cái này thì mất đoạn này. Ngon, như vậy thì chúng ta chỉ có gì? Trùng dẫn nó chỉ điện áp nó chỉ lên này lên. Baby tu. Ok. Nên tôi hỏi bạn các bạn là xong rồi nhá. Thế vậy thì điện áp trung bình khi không có trùng dẫn thì là bao nhiêu? Lúc trước nói rồi. Hả? Điện áp trung bình không có trùng dẫn thì bao nhiêu? Không phẩy chín. Mà 0.9 nhá. Còn cái AU nhá, AU này thì nó vẫn được từ 0 lên U. Nhưng mà dòng điện ID sẽ là từ bao nhiêu? Dòng điện ID sẽ bằng nhiêu? Có phải từ 0 không? Hay là từ gì? Đây là gọi là đây là trừ ID này và đây là ID. Như vậy dòng điện ID nó là trừ ID và cái này là I gì? I. Như vậy lúc xảy ra trùng dẫn là dòng điện từ trừ ID chuyển sang I gì? ID nhá, chứ không phải từ 0 nữa. Cho lên cái tính ấy thì nó không phải là cái này nữa nhá. Thầy viết lại thôi. Mà nó là trừ chính là gì? Mà nó phải là gì? Trừ ID đến ID gì? ID. Được chưa? Trừ ID đến ID. Chứ không phải không, cho nên nó là 2 nhá. Đấy, cho nên là cái góc trùng dẫn ấy. Cái góc trùng dẫn thì nó là phải là cái này 1 trừ đi 2. Nó góc là 1 trừ đi 2 nhá. Còn nếu mà nó lửa chu kỳ thì chỉ gì? Nếu lửa chu kỳ thì nó chỉ là gì? 1 thôi. Còn cả chu kỳ thì nó phải là gì? Phải là 2. Đúng không? Tiếp theo. Thế thì
Thời gian trị trung bình thì đây nó 0,9 đúng rồi. Còn cái này trừ đi bao nhiêu này? Trừ đi một cái này hay trừ hai lần? Trừ một hay trừ hai lần? Trừ đi mấy lần cái này? Hai lần. Các bạn ra chơi tí.